cái dòng sản phẩm Cytobay của bên công ty Funo khi mà tưới trực tiếp lên nhân trái như vậy á, thì có bị cháy trái hay không? Hi, hello bà con nông dân ha. Thì lại là Tuấn Funo đi đồng đây. Thì hiện tại là Tuấn có mặt tại cái vườn thanh long mà lúc trước thì Tuấn có review cho mọi người xem là cái nhà vườn sử dụng cái dòng phân tưới Cytobay của bên công ty Funo qua cái hệ thống chăm phân hút đáy bằng flowmeter, thì nhà vườn có tưới lên trên dây lên trên trái. Thì hôm nay là Tuấn đến thăm lại vườn, thì hôm nay là trái đã bắt đầu chạy chỉ, một số trái á, là chín. Thì khi mà Tuấn đăng cái video lên thì một cái số bà con là cũng có comment và hỏi Tuấn là cái dòng sản phẩm Cytobay của bên công ty Funo khi mà tưới trực tiếp lên nhân trái như vậy á, thì có bị cháy trái hay không. Thì hôm nay xin mời mọi người hãy đi tham quan cùng Tuấn về cái vườn này, xem thử là vào cái giai đoạn chín thì trái nó sẽ như thế nào và có bị cháy trái hay không. Rồi, ok. Thì đây là cái vườn của anh đây. Đó, hiện tại là bây giờ trái là nó đang chạy chỉ như thế này. Đây, thì đây là anh chủ vườn. Vào cái giai đoạn chín là nó, nhưng mọi người thấy là trái nè, nó vẫn bóng sáng, không có hiện tượng là bị cháy hoặc là cháy tay cháy gì hết. Cái này là anh tưới trực tiếp lên trên trái luôn đúng không anh Tú? À, tưới lên trái không có sao đâu, thường thường với phân khác lại cháy theo đây nè, ở À, này không có cháy, xanh hết. cái đám này là của anh là bao nhiêu chủ anh? 520 520 thì một lần anh tưới là nó bao nhiêu ký? Nó tầm khoảng bao nhiêu ký? 10 kg, 10 ký. Có lứa nào mình tăng thêm không? có lứa trước khi chỗ 3 ngày tưới 16 kg. À, đây là cái lần thứ mấy anh sử dụng cái dòng phân tưới này? Lần đầu tiên. À, lần đầu tiên anh sử dụng. Thấy ok Ok, anh? đẹp. Khi mà sử dụng qua cái dòng phân tưới này anh thấy nó tan nhanh không? Tan nhanh, dễ làm nữa, tan rồi không có cặn bã, dễ tưới, không bị nghẹt van biết. Với lại khi mà tưới qua cái hệ thống flowmeter đó anh thấy nhanh hơn hồi xưa không? Nhanh hơn nhiều, phải lợi công hơn nhiều. Tính về cái chi phí mà công cán á, thì trước mắt là tưới bằng cái hệ thống flowmeter trong phân hút đáy á, thì nó lợi công rất là nhiều. Lợi công mà tính ra giá thành phân này nó cũng trung bình chứ không có cao lắm, cũng xài cũng được. Cái này là chừng nào giúp tay anh? Mai chìm mắt, Mà giúp tay. Đó. mai lại chín hết á, Dạ. ẩn nguyên trái nguyên trái luôn À. này, gì là mai đỏ luôn Thì anh này. thấy khi mà sử dụng cái dòng phân này với lại so với lại cái phân mà lúc trước anh xài, anh thấy khi mà nó chín thì cái tốc độ chín nó làm sao anh? Chín nhanh hơn, Chín tay nhanh. xanh hơn. À, xanh hơn. Cái này là trung bình làng trụ bao nhiêu anh? Cái mấy cái trụ này nè. 25 30. 25 30 cá. Rồi cũng còn một cái số trái thì vẫn còn xanh. Trái chỗ 4 ngày. Cỡ này mai lại chín đỏ. Đẹp. Có trụ 35 trái, 32 trái, được kia cũng chín, cũng bự bự. Rồi mấy trụ này là ba mấy trái hết rồi, tròn trụ. Này ba mấy nè. Vừa vừa nung trái mà vừa nung tép nữa nè. Dây còn cứng mà, gì đó. Ba mấy trái đó, tròn trụ. Này tứ vô có thấy cháy dễ cháy gì không anh? Không, dễ sống bình thường à, ngon. Cứng là cái này nó vừa chín vừa cứng luôn à. Mai mai mốt cây này nở gốc nở về sau ghê, không dây nó đâu mềm gì đâu, cứng lắm. Mấy cái này là ba mấy không, Trái thì anh sử dụng cái dòng phân phân tứ nào? 20 đều. Còn lên trái già. Trái già là xài lấy gì quên nữa, Cali cao. kali cao 40 kali. À, khi mà tứ cái ba số 20 đều anh thấy trái nó mượn trái đúng không? Mượn bóng Mượn bóng. Cái chín nó sáng trái. vườn này là bao nhiêu năm rồi anh? Này 12 năm rồi.
2 ngày nữa là đó đẹp. A few moments later. Rồi thì hôm nay là vườn của anh Tuấn thì cũng đã chín xong hết hoàn toàn 100%. Thì hôm nay thì Tuấn có dịp là ghé lại vườn để quay cho mọi người xem là cái màu sắc cũng như là cái trái chín như thế nào. Đây, như mọi người thấy đây là cái vườn mà trái thì cũng đã tới ngày chín nè. Đã này là chín đều hết. Đây là cái mẫu mã trái nè. Và cái màu sắc của trái thì giờ này là cũng 11 giờ. Đó, thì mọi người thấy đêm ra ngồi nắng thì cái ánh sáng trái bóng dày hai trái đây. Rồi thì đó là cái vườn của anh Tuấn và thực tế Tuấn làm và Tuấn quay tại vườn cho mọi người cùng xem, cùng tham khảo. Thì mọi người có những cái thắc mắc hoặc là những cái vấn đề gì cần hỗ trợ tư vấn thì có thể liên hệ trực tiếp với lại Tuấn Funo Đi Đồng để Tuấn có thể tư vấn trực tiếp cho nhà vườn của mình.